Rằm tháng giêng tuyệt đối cấm thắp ba cây nhang trên ban thờ nếu chưa biết điều này, kẻo họa sát thân, bán nhà trả nợ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người xưa vẫn có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng. Bởi vậy mà từ lâu ấy, trong cái tâm thức của người Việt, ngày rằm tháng giêng cũng là một trong những ngày quan trọng cực kỳ, nó không hề kém cái lễ Tết Nguyên Đán. Những cái giá trị tâm linh, giá trị nhân văn mà cái ngày rằm tháng giêng nó đem lại, nó cũng sẽ trở thành cái hành trang để cho chúng ta vững bước, vững tin vào một cái năm mới với một cái tâm thế lạc quan hơn, tin tưởng vào cái điều tốt đẹp. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương ấy, nó là một cái nét đẹp văn hóa tâm linh từ nhiều đời nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thông thường ấy, người ta thắp hương là để khẩn thiết cúi mong cái tấm lòng thành kính sẽ được quyện theo cái làn khói hương về cái cõi linh thiêng, nơi mà tổ tiên thần linh đang cư ngụ tại đó. Mỗi nén hương được thắp lên sẽ gửi gắm nhiều cái thông điệp của cõi trần gian đối với đất trời, đối với tổ tiên, đối với ông bà nhà mình. Nó cũng làm cho gia đình được ấm áp, lòng người cũng được thanh thản hơn. Do vậy trong kinh Phật mới có bài kệ là gì: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Vì cái tính chất linh thiêng như vậy nên cái việc thắp hương nó cũng tuyệt đối không thể tùy tiện, mà nếu phạm phải thì gia chủ sẽ tự tay phá hủy đi cái con đường công danh sự nghiệp, cũng như là cái con đường tài lộc của chính mình, cũng như là mọi người trong gia đình. Dù có giàu đến mấy thì cũng sẽ trở về tay trắng, nghèo đói cả đời. Vậy thì trong ngày rằm tháng giêng sắp tới đây, quý vị nên thắp mấy nén hương trên ban thờ là chuẩn nhất, để không phạm phải những cái điều đại kỵ mà còn mang đến cái may mắn, cái hồng phúc cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tử Thông xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều này. Thưa quý vị, thì để xét về cái việc thắp mấy nén hương trên cái ban thờ gia tiên ấy, ban thờ thần Phật, ban thờ thần tài, đúng không? Vào các dịp lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là ngày rằm tháng giêng, thì trước hết chúng ta cũng cần phải xem xét cái ngày rằm tháng giêng ấy, là một cái dịp mà sau cái lễ Tết Nguyên Đán, là cái ngày rằm đầu tiên của một cái năm mới. Vì thế mà nhiều người vẫn thường để cái đồ cúng, đồ lễ lên trên ban thờ đến để hết rằm tháng giêng mới bắt đầu dỡ xuống. Có nhà thì sớm hơn là mùng 3, có nhà thì dỡ xuống mùng 10. Nhưng mà chung quy lại thì để cái bàn thờ được thơm tho sạch sẽ, khi mà dỡ đồ xuống thì nó sẽ bị bụi, bị bẩn, bị hoa đào hoa cúc nó rơi xuống ban thờ, thì quý vị cũng cần phải lau dọn sạch sẽ. Và để lau dọn bàn thờ thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái nước bốc sái ban thờ Nhất Tâm Hương. Đó, để gì? Để lau dọn bàn thờ. Nó bao gồm có gì? Quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Thì đây là một trong cái nước mà bốc sái bàn thờ, nó gì, giúp cho bàn thờ được thanh tịnh đấy, và được thơm tho sạch sẽ. Khi mà bàn thờ được thanh tịnh, thơm tho sạch sẽ rồi thì các vị, các ngài thần linh gia tiên sẽ về ngự được lâu hơn, và cái lộc lá nó cũng sẽ được tràn trề hơn. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước bao sái ban thờ Nhất Tâm Hương đấy, để bao sái ban thờ cho được gì, thơm tho sạch sẽ đấy, giúp cho ban thờ được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Thưa quý vị, thì trước khi tìm hiểu về cái việc là thắp mấy nén hương trên ban thờ vào cái ngày rằm tháng giêng ấy, thì chúng ta cùng điểm qua một chút về cái phong tục thắp hương thờ cúng của người Việt. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương bắt nguồn từ rất lâu đời và được duy trì cho đến tận ngày nay. Nén hương đổ lễ dâng lên ban thờ Phật gia tiên chính là cái nhịp cầu kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình, giữa âm và dương, giữa người sống và những người đã khuất. Bởi thế mà vào các ngày rằm mùng 1 hàng tháng, ngày lễ Tết Dỗ Chạp, thì người dân Việt Nam đều có thói quen thắp hương để tưởng nhớ gia tiên, cầu bình an cho gia đình và có một năm mới là an khang thịnh vượng. Thì đây cũng là một cái nét đẹp văn hóa góp phần bảo tồn cái giá trị bản sắc dân tộc, chứ không hề mang cái tính chất mê tín. Cái việc dâng hương, đổ lễ, thờ cúng ấy cũng được chia làm hai mục chính. Một là gì? Cúng bái âm giới, tức là cõi âm ấy, tức là dành cho những người đã khuất. Thứ hai là cầu khấn thần Phật, đấy, bao gồm thần Phật, Bồ Tát, Phật Tổ v.v. đó. Và dù là mục đích gì đi chăng nữa, thì khi thắp hương hay là chuẩn bị cái đồ cúng, người ta cũng thường chọn con số lẻ 1, 3, 5, 7 hoặc là 9. Vậy thì tại sao lại thắp hương số lẻ? Thì ngay sau đây Tử Thông sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn. Thưa quý vị,
Một câu hỏi đặt ra là thắp bao nhiêu nén hương là tốt nhất, cũng đang là cái vấn đề quan tâm của rất nhiều gia chủ trong suốt thời gian vừa qua. Như đã nói ở trên ấy, thì cái việc thắp hương dâng đổ lễ cúng thể đặt gì để thể hiện cái sự kết nối tâm linh giữa cái thế giới vô hình và cái thế giới hữu hình, giữa âm và dương. Theo quan niệm về mặt phong thủy và tâm linh ấy, thì những số lẻ 13579 được coi là cái số dương, nó tượng trưng cho cái sự may mắn. Con số chẵn như là 2468 là số âm, tượng trưng cho những điều xui xẻo và không may mắn. Vì thế, ngoại trừ thắp hai nén hương cho người đã khuất trong thời gian còn để tang ấy, thì hầu như mọi người đều thắp hương số lẻ trong cái việc thờ cúng. Khi thắp lên ấy, để bày tỏ cái sự tôn trọng và cái tấm lòng cầu khẩn của con người. Đó. Và cái ý nghĩa của từng nén hương khi thắp lên như sau. Đã, xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thứ nhất là một nén hương. Thì với cái việc thờ cúng thần linh trong nhà, hoặc là cúng ban thờ thần tài, ban thờ Phật, đấy, thì thắp một nén hương được gọi là bình an hương. Theo đó, nếu mà quý vị cầu người nhà được bình an, mọi việc được thuận lợi, thì gia chủ có thể thắp một nén hương mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi tối trong một ngày là đủ. Khi mà đi đến đình đền miếu phủ chùa chiền, chúng ta cũng cần thắp một nén hương thôi là đủ. Nén hương đó được gọi là tâm hương. Tuy chỉ là một nén hương, nhưng trong nén hương bao gồm gì? Có ý nghĩa của năm sắc hương, bao gồm có giới hương là tự nhắc nhở mình, hướng thiện và để luôn gì được trong sáng. Định hương tức là giữ cho tấm lòng được an yên, được yên ổn, không bị cái xấu nó quấy nhiễu. Tuệ hương tức là làm cho trí não luôn được sáng suốt để thu nhận được những cái điều tốt đẹp và thiện lương. Đấy. Chi kiến hương nó giúp cho chúng ta vững tin vào cái năng lực và cái trí tuệ của mình. Giải thoát hương nó giúp chúng ta thì buông xả mọi ưu phiền, mọi phiền não cũng như là những cái ham muốn tội lỗi, và một phần để phòng tránh cái hỏa hoạn, cái ô nhiễm môi trường. Đó là cái một nén hương. Tiếp theo là ba nén hương. Ba nén hương, cách thắp hương này nó thể hiện cái ý nghĩa tâm nhang tức là cái lòng thành, giới nhang tức là gì, lời răn của Đức Phật Thánh Tổ Đường, và định nhang tức là tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ. Theo đạo Phật thì cách thắp ba nén hương còn gọi là tam bảo hương. Tam bảo chính là gì? Phật, Pháp, Tăng. Thì ngoài ra cách thắp hương này còn mang một cái ý nghĩa khác, bao gồm gì? Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tam vô lậu học có nghĩa là trong ba giới là giới, định, tuệ đó. Cái điều này lý giải vì sao ở trên sân chùa thường có ba cái đỉnh hương to đó. Trong phong thủy thì con số 3 tượng trưng của tam giới, thiên, địa, nhân, tức là trời, đất và con người. Vì vậy, khi làm những việc đại sự trong đời thì người ta thường thắp ba nén hương, cầu khấn để trời, đất và gì? Thiên, địa, nhân, đúng không ạ? Để được gì? Phù hộ độ trì cho được bình an, may mắn. Theo đạo giáo thì ba nén hương được gọi là tam thanh hương. Trong đó bao gồm có tam thanh ý. Tam thanh là gì? Ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thượng thanh linh bảo thiên tôn và thái thanh đạo đức thiên tôn. Tức là thái thượng lão quân ấy. Trong ba nén hương này thì nén hương ở giữa chính là hương giáo chủ, gọi là gì? Gọi là hương giáo chủ. Cái nén hương bên trái là hương thanh long, nén hương bên phải là hương bạch hổ. Mục đích của việc thắp ba nén hương này là gì? Linh ứng báo tin, bảo vệ cho mọi người trong gia đình, để xua đuổi mọi cái tai ương trong cuộc sống. Tiếp theo là thắp năm nén hương. Thưa quý vị, thắp năm nén hương có ý nghĩa là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Đấy. Theo phong thủy thì nó là gì? Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thông thường thì có hai cách để cắm năm nén hương vào bát hương. Đấy. Cách thứ nhất là sắp xếp theo năm phương, ở giữa là hương giáo chủ, trái là hương thanh long, phải là hương bạch hổ, phía trước là hương chu tước và phía sau là hương huyền vũ. Cách cắm thứ hai là sắp xếp theo hình chữ nhất, đúng không ạ? Theo chiều ngang. Đấy. Với nén hương thứ nhất ở giữa chứ là gì, hương thanh long ấy, thì thứ hai sẽ là bạch hổ, thứ ba sẽ là gì, quan khẩu, thứ tư là hộ pháp và thứ năm là báo mã. Thông thường cách thắp năm nén hương này là do các thầy pháp tiến hành để dự báo cát hung cho người khác hoặc là mời gọi thần linh. Tiếp theo là thắp 7 hoặc là 9 nén hương. Thì ý nghĩa của 7 hoặc 9 nén hương như sau. Số 7 và số 9 nó tượng trưng cho cái số lượng vía của con người, vậy 3 hồn 7 vía hoặc là 3 hồn 9 vía. Đấy. Khi người ta muốn xin cho cá nhân. Thì ngoài ra ấy, còn quan niệm khác về 7 nén hương và 9 nén hương như sau. 7 nén hương, con số 7 là tượng trưng cho bắt đầu thất tinh hương, còn gọi là gì? Là thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền.
Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quang. Cách thắp 7 nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh, thiên tướng, nếu không đến mức độ bất đắc dĩ thì không nên dùng đến cách thắp hương này. Tiếp theo là 9 nén hương thì được gọi là gì? Cửu Liên Hoàn Hương. Được bày theo 3 hàng 3 cột. Đấy, trên mời Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới mời Thập Điện Diêm Vương. Đây được coi là cái tín hiệu dùng để cầu cứu trong trường hợp không bất đắc dĩ và hầu như là không có cái sự trợ giúp nào khác của con người ấy, thì mới sử dụng. Hy vọng được Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu khổ cứu nạn. Đó là về ý nghĩa của thắp từng nén hương, đúng không? 13579 là gì? Đấy. Tiếp theo nội dung chương trình thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là vì sao cũng cần phải chuẩn bị cái đồ, là nó là đồ lẻ. Thì thường quý vị thấy đấy, ở trên cái ban thờ thì bát hương thì người ta cũng làm 1, 3 hoặc là 5 bát hương, 7 bát hương vân vân. Hoặc là gì, ở cái đồ thờ cũng thế, chúng ta thường được thấy là có một cái đèn dầu, một cái nến hoặc là một cặp đèn đấy, một cặp đèn nhé, tức là cặp đôi đấy. Thì duy nhất có đèn thì người ta thường đưa đèn vào gì, cái đĩa bồng. Hoặc là hạt thì người ta dùng theo cặp thôi, còn lại người ta thường dùng đơn. Vậy tại sao lại như vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cũng tương tự như cái việc thắp hương số lẻ, thì việc chuẩn bị đồ lễ cúng như là hoa tươi, trái cây, đồ lễ, nhận thấy là nhất là nải chuối cũng cần phải số lẻ. Trên thực tế thì nải chuối có số lẻ thường là gì, bán đắt hơn trong những dịp lễ Tết Dỗ Chạp ngày 1/1. Như nói trên về phong thủy thì cái số chẵn là số âm, số lẻ là số dương. Số âm thì trong việc thờ cúng nó không mang lại cái sự may mắn. Vì thế mà cái việc lựa chọn cái đồ lễ để dâng cúng tổ tiên thần Phật cũng cần phải chọn số lẻ. Nó là thể hiện cái sự may mắn, sự tốt lành, để thể hiện cái tấm lòng thành kính. Thêm một cái lý giải khác đó là gì? Thắp hương ấy cần phải kiêng kỵ số chẵn. 3 nén hương là gì? Thờ thiên địa nhân. 5 nén hương là thờ 5 cái đức tính của con người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó. Tư duy của con người thì thích số lẻ. Số lẻ là cái số của sự sinh sôi. Đó là cái lý giải vì sao mà người ta cũng thường là chọn bày đặt cái đồ lễ trên bàn thờ cũng thường là đồ lẻ hoặc là theo một cặp. Cái lưu ý quan trọng thứ ba không thể bỏ qua đó. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị mà theo dõi đến đây thì quý vị cũng đã biết được là gì, vì sao thắp số lẻ và chuẩn bị cái đồ cúng cũng cần phải chuẩn bị số lẻ, đúng không ạ? Tuy nhiên, tùy vào cái văn hóa và cái tập quán của từng vùng miền khác nhau thì cái việc thắp hương thờ cúng cũng có sự khác biệt, không có nơi nào giống nơi nào cả và không ai sai hay là không ai đúng. Tự chung lại, cái việc thờ cúng cốt là ở cái tâm, mâm cao cỗ đầy mà vô tâm thì vô nguyện vô an. Theo đó, khi dâng hương cầu khấn cần phải hết sức lưu ý. Thứ nhất là gì? Khi dâng hương thì chúng ta phải có lời cầu khấn đó. Lúc thắp hương, khi lên hương ấy, đỉnh đền miếu phủ chùa chiền thì có khói hương tỏa ra như là một cái sợi dây vô hình giúp chúng ta thể hiện cái nguyện vọng, cái tâm tư của mình để cầu xin cái điều gì đó. Vì thế cần phải khấn vái để cho thần linh chứng giám và phù hộ. Hoặc đơn giản hơn, trong cái ngày rằm ngày 1 đầu tháng, đặc biệt là trong ngày rằm tháng riêng tới đây ấy, thì chúng ta thắp nhang cũng cần phải cầu khấn để được thần linh che chở phù hộ độ trì, cho gia đình được bình an, cát lành và may mắn. Cái điều lưu ý thứ hai là quý vị cần phải nhớ là cần phải có thành ý. Thưa quý vị, cái việc sắp lễ, lau dọn bàn thờ, ăn mặc chỉn chu, chu đáo cũng là một cách để chúng ta bày tỏ cái tấm lòng thành kính với gia tiên. Vì vậy, quý vị đừng quên trước khi thắp hương kiểm tra bàn thờ có sạch sẽ hay không, và quý vị cũng hãy sử dụng cái chai nước nhất tâm hương để bao sái, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ để tiến hành công việc cúng rằm cho được thuận lợi và may mắn. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương đấy, bao sái bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, cầu gì thì được nấy. Thưa quý vị, khi thắp hương cúng vái, quý vị hãy tập trung vào một cái việc là đốt hương và cầu khấn. Không nên vừa thắp hương lại vừa làm cái việc khác hay là trò chuyện rôm rả. Như vậy thì thể hiện cái thái độ bất kính với đứng bề trên, khó mà được sở cầu như nguyện. Quý vị thân mến, một câu hỏi mà cũng được rất nhiều người quan tâm đó là gì, hương bị tắt giữa chừng thì xử lý như thế nào? Thưa quý vị, cái hương bị tắt giữa chừng thì cũng do rất nhiều cái nguyên nhân và nó mang cái điểm báo riêng, nhưng đa phần là dự báo những điều không may mắn, xui xẻo sắp xảy đến. Tùy vào cái vị trí của hương bị tắt ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối mà nó cũng sẽ dự báo những cái dấu hiệu khác nhau. Cách xử lý cái hương bị tắt là nên để nguyên cái cây hương ở đó và châm lửa lại cho chúng cháy hết. Tuyệt đối không được rút chân hương ra rồi mới châm lửa,
Bởi lúc này thì nó sẽ trở thành gì? Trở thành nhang thừa và nó không còn ý nghĩa trong cái việc thờ cúng nữa. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái việc là chúng ta thắp một nén hương, hai nén hương, ba nén hương trong ngày rằm tháng giêng tới đây. Đấy, hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào quý vị và các bạn đã biết được thêm những cái kiến thức mới về cái việc thắp hương. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.